Vâng, kính thưa tất cả quý vị khán giả thân mến, hôm nay Quốc Võ News tiếp tục cập nhật một số những cái tin tức quan trọng về việc tập đoàn Vạn Thịnh Phát và cũng như là bà Trương Mỹ Lan sau khi bị công chức năng họ điều tra bắt giữ để kết tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Thì có một câu hỏi đưa ra là người mua trái phiếu là có bị mất quyền lợi khi chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bà Trương Mỹ Lan bị bắt hay là không? Có nhiều câu hỏi được đặt ra và đây là một trong những câu hỏi quan trọng mà cái người mua trái phiếu họ muốn biết câu trả lời. Thì thưa quý vị, trước hết thì chúng ta phải nói một chút xíu về cái vấn đề về Vạn Thịnh Phát. Thì Vạn Thịnh Phát là kinh doanh cái gì? Ha, một câu hỏi được đặt ra như thế quý vị. Vạn Thịnh Phát á, là một trong những cái tập đoàn mà lớn nhất nhì tại Việt Nam, với hầu như là vô số những cái dự án bất động sản hấp dẫn tại thành phố Hồ Chí Minh phải không ạ? Bên cạnh đó thì tập đoàn Vạn Thịnh Phát gọi tắt là VTP Group á, còn có rất là nhiều những cái hoạt động mà liên quan đến những cái tổ chức tài chính lớn trên thị trường. Đó. Thì tôi nói là VTP Group đó quý vị thành lập vào những cái năm là 1991 và cũng có tiền thân là một cái công ty tư doanh đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh với cái số vốn điều lệ cái như là gần 35 triệu đô la phải không ạ? Thì đây là một con số không hề nhỏ tại cái thời điểm mà 1991 thì cái số 35 triệu đô la này thật sự rất là lớn. Và sau hơn 30 năm hoạt động thì Vạn Thịnh Phát hiện đang có số vốn điều lệ là hơn 549 triệu đô la vào khoảng là 13.100 tức là 13,1 ngàn tỷ đồng á. Đó quý vị. Và đây là một cái gương mặt phải nói rằng tất cả chúng ta đều biết rằng là Trương Mỹ Lan. Đó. Thì Vạn Thịnh Phát là đầu tư chủ yếu vào các lĩnh vực như là bất động sản, rồi khách sạn, rồi dịch vụ tài chính v.v. Như vậy Vạn Thịnh Phát đó từng được mệnh danh là một tập đoàn gia đình giàu có và bí ẩn như là trong cái top one tại Việt Nam. Gia tộc họ Trương, gia tộc là sở hữu mà gọi là công ty gọi là VTP Group đó, rất ít xuất hiện trên những truyền thông. Và trên website cũng chỉ có một vài cái dòng giới thiệu về các chủ sở hữu mà thôi ha. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được sở hữu và điều hành bởi là bà Trương Mỹ Lan và chồng tức là ông Eric Chu Nập Khe đó. Ông Eric là một trong những cái doanh nhân người Hồng Kông nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản. Có hai người con gái tức là ông Chu Nập Khe này với lại bà Trương Mỹ Lan thì có là một người cô gái tên là Chu Việt Hằng hay còn gọi là Elizabeth sinh năm 1994 và em gái của mình tức là Chu Việt Phấn sinh năm 1995. Khi mà mới 22 tuổi ấy, thì quý vị biết rằng là Elizabeth Chu này nè đã trở thành một chủ tịch của công ty gọi là Hospitality Group ấy. Đây là một trong những cái công ty con thuộc hệ sinh thái của VTP Group. Ngoài ra thì bà Trương Mỹ Lan còn có hai người cháu ruột nữa là Trương Huệ Vân, con gái của ông Trương Chí Trung và là một trong những cái cổ đông lớn của VTP Group và Trương Lập Hưng. Thì trong cái lúc mà cơ quan chức năng họ đã bắt giữ để điều tra một số những cái tội danh gọi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản đó, thì trong đó có cả Trương Trương Huệ Vân nữa ha. Vâng. Và hiện tại quý vị biết rằng là bà Trương Huệ Vân đó, thì bà đang giữ chức vụ là quan trọng như là tổng giám đốc VTB Group, tổng giám đốc WMC Group, rồi đại diện pháp luật của công ty cổ phần thiết kế trang trí nội thất Nora, công ty cổ phần đầu tư Redwood Holding hoặc là công ty cổ phần Blue Horizon, trong đó là WMC Group đó, là một trong những cái đối tác quan trọng của Vạn Thịnh Phát và là công ty quản lý nhà hàng khách sạn trung tâm thương mại nổi tiếng hàng đầu của Sài Thành. Còn ông Trương Lập Hưng hiện cũng đang giữ một cái vai trò đại diện pháp luật của rất là nhiều công ty con trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, trong đó có cả công ty là trách nhiệm hữu hạn The Recip. Hai người con gái của và cháu của bà Lan đó hiện đang là chủ nhân của những căn biệt thự tại khu đất vàng của thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có căn biệt thự rộng tới 2.800 mét vuông, ba mặt tiền tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Dù có cái khối lượng tài chính tài sản khủng như thế đó, sở hữu nhiều dự án và tại vị trí xa hoa bậc nhất của Sài Gòn, nhưng mà đời sống của các thành viên gia tộc của họ Trương lại rất là ít được công khai
các thành viên gần như là không xuất hiện trước truyền thông và thường chỉ được là nhắc tới trong những hoạt động xã hội mà thôi. Như vậy á, bây giờ chúng ta hãy bàn luận vấn đề về cái quyền lợi của cái người mua trái phiếu và Thịnh Phát thì sẽ ra sao nếu như mà họ đã bị bắt giữ, nhất là những người mà chủ đầu tư á, họ bị bắt giữ. Thì trước các thông tin của chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị bắt thì nhiều nhà đầu tư cảm thấy rất là lo lắng và quyền lợi về quyền lợi của mình khi mà sở hữu trái phiếu của Vạn Thịnh Phát và trái phiếu An Đông, liệu rằng thì ai sẽ là cái người trả tiền cho người mua trái phiếu. Tương tự như những trường hợp của trái phiếu Tân Hoàng Minh, theo các chuyên gia, ai phát hành trái phiếu sẽ là người trả tiền. Chẳng hạn như những trong cái trường hợp của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông thì thuộc VTB Group á. Trong một thời gian qua, đơn vị này đã phát hành lượng trái phiếu khoảng 25.000 tỷ đồng và thời gian đáo hạn là 2023, 2024. Vậy thì trong trường hợp này, người có trách nhiệm trả tiền cho nhà đầu tư là công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông. Đó. Tuy nhiên thì cái vấn đề là như thế này. Nhiều nhà đầu tư chưa thực sự biết mình mua trái phiếu của ai, hợp đồng là gì và quan trọng hơn là người mua được tư vấn thế nào trước khi bỏ tiền mua trái phiếu. So với gửi tiết kiệm ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp có lãi suất cao hơn, vì thế hình thức này thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Do có lãi suất cao nên mức độ rủi ro cũng sẽ cao hơn. Nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi lựa chọn đầu tư vào trái phiếu. Theo cái quy định của pháp luật hiện nay thì trong trường hợp công ty phá sản đó, các trái chủ sẽ là đối tượng sau cùng được nhận tiền. Sau khi công ty đã xử lý nợ theo trình tự ưu tiên là nợ ngân hàng, nợ công nhân viên và nhà nước. Đối với cái trường hợp của An Đông thì nếu doanh nghiệp không tuyên bố phá sản á, khi đến kỳ hạn thanh toán, nếu doanh nghiệp mất khả năng thanh toán thì người sở hữu trái phiếu có thể chọn phương án thỏa thuận hoặc nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản ra tòa án. Khi đó mọi trình tự sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Rồi liên quan đến cái vụ việc mà của Vạn Thịnh Phát quý vị, thì nhiều người cũng hoang mang về cái việc mà liệu hiện nay đó ngân hàng SCB có an toàn hay không. Thì sau khi thông tin bà Lan bị bắt, nhiều nhà đầu tư ồ ạt rút tiền tại các chi nhánh của SCB ngay trong sáng ngày 8 tháng 10. Thì đến ngày 10 tháng 10 thì số lượng người rút đã vẫn còn rất đông. Tuy nhiên theo khuyến cáo của ngân hàng nhà nước thì người dân không nên rút tiền trước thời hạn để tránh mất các quyền lợi theo quy định pháp luật. Và ngân hàng nhà nước sẽ khẳng định sẽ theo dõi sát sao cái tình hình để các hoạt động mà diễn ra bình thường ha. Đồng thời cũng có cái giải pháp để bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền, giữ vững ổn định của hệ thống tín dụng nói chung và của SCB nói riêng. Và cũng trong một cái tờ báo Tiền Phong đó, họ cũng đăng một cái bài viết nói về cái vấn đề ai trả tiền cho người mua trái phiếu doanh nghiệp của bà Trương Mỹ Lan. Thì thưa quý vị, ông gọi là Võ Minh Tuấn, tức là giám đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam đó, chi nhánh tại Sài Gòn thì cho biết rằng là khi người dân gửi tiền vào ngân hàng thì coi như là được đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp khi rút tiền. Với các nhà đầu tư trái phiếu công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông thì có trách nhiệm đầu tư và trách nhiệm là trả tiền cho những người này. Đó. Thì trong cái cuộc họp mà báo thông tin về hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB chiều ngày 8 tháng 10 thì do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thì nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến cái trái phiếu của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông. Thì đây là một trong những cái doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan làm chủ tịch hội đồng quản trị. Người vừa được cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bắt giữ tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ha. Thì giải đáp những cái vấn đề liên quan này thì ông Võ Minh Tuấn, tức là giám đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam đó, chi nhánh tại Sài Gòn khẳng định rằng là khi cái người dân mà gửi tiền ngân hàng thì ngân hàng là nơi huy động vốn của người dân để kinh doanh tiền tệ. Và tiền tệ là tài sản được đảm bảo quyền lợi lợi ích hợp pháp khi rút tiền với nhà đầu tư trái phiếu. Khi có trách nhiệm trả tiền đầu tư là công ty phát hành trái phiếu thì cụ thể đây là công ty cổ phần đầu tư An Đông. Trái phiếu là kênh đầu tư huy động vốn khi một công ty có nhu cầu vay và kênh đầu tư này được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu thì phải đảm bảo trả tiền gốc và lãi cho nhà đầu tư vào ngày đáo hạn. Đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông quý vị hoạt động từ tháng 4 năm 2007 đó. Trụ sở tại số 18 An Dương Vương, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty hoạt động chính với những cái ngành nghề đăng ký là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu chủ sở dụng đi hoặc đi thuê, hoặc là người đại diện pháp luật kiêm giám đốc là ông Quốc Hoffman Oliver, quốc tịch Australia.
Công ty có hai chi nhánh là chi nhánh công ty cổ phần đầu tư tập đoàn An Đông, khách sạn thương mại An Đông, và chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông The Garden Complex. Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông đang có 3 lô trái phiếu và phát hành với tổng trị giá lên tới gần 25.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu đầu đều có kỳ hạn 5 năm, gồm 2 lô trái phiếu được phát hành vào tháng 9 2018. Kỳ hạn trả lãi lần lượt là 3 tháng và 6 tháng, đáo hạn ngày 10 tháng 9 2023, với tổng giá trị phát hành gần 15.000 tỷ đồng. Đó. Hồi tháng 1 năm 2019 á, thì công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông đã phát hành một lô trái phiếu trị giá tới 10.000 tỷ đồng và đáo hạn vào ngày 22 tháng 1 năm 2024. Trong khi đó thì ông Hoàng Minh Hoàng, đó, Phó Tổng Giám đốc SCB cho biết rằng sau khi Bộ Công an có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trương Mỹ Lan đó và những cá nhân liên quan thì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cái việc mà phát hành mua trái phiếu công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông trong 2 năm 2018-2019, thì SCB đã rà soát và khẳng định công ty cổ phần đầu tư An Đông không phải cổ đông của SCB. Bà Trương Mỹ Lan cũng không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB. Do đó việc bà Mỹ Lan bị bắt thì không ảnh hưởng gì đến cái hoạt động kinh doanh bình thường của SCB cả. Đó. Đã xảy ra một cái hiện tượng, quý vị, cái hiện tượng mà gọi là cái gì? Cạnh tranh không lành mạnh với ngân hàng SCB. Thì liên quan đến việc một số nhân viên ngân hàng khác chào mời các khách hàng rút tiền tại SCB để gửi vào ngân hàng mình. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng là Ngân hàng Nhà nước đã có công điện yêu cầu tất cả chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc các ngân hàng, giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố tăng cường kiểm tra giám sát để xử lý các trường hợp vi phạm. Việc cán bộ các ngân hàng thương mại vận động lôi kéo khách hàng của SCB rút tiền gửi về để gửi sang ngân hàng mình là cạnh tranh không lành mạnh, có thể tạo ra sự bất ổn cho SCB ngay lúc này và mất an toàn chung cho hệ thống ngân hàng thương mại. Đó. Ông Tuấn ông cũng nói rằng là an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng là một trong những vấn đề rất quan trọng trong nhiều năm qua. Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành chức năng đã có những cái biện pháp chính sách để bảo đảm an toàn cho cả hệ thống tổ chức tín dụng. Trong thời gian tới thì Ngân hàng Nhà nước đang và sẽ tiếp tục có những biện pháp cụ thể quyết liệt để đảm bảo an toàn hoạt động chung, cũng như là ngân hàng SCB có những biện pháp theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại ngân hàng. Và chúng tôi cũng mong rằng những người gửi tiền, những khách hàng vay vốn tại SCB sẽ tiếp tục hợp tác trên tinh thần tích cực để tạo điều kiện cho sự hoạt động ổn định liên tục của ngân hàng trong thời gian tới. Đó là những lời của ông Tuấn nói. Vâng. À, quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của Quốc Võ News ngày hôm nay. Quý vị hãy nhấn vào nút subscribe, đăng ký kênh để có thể là nắm bắt được những thông tin mới nhất từ Quốc Võ News. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một số tin tức thương mại quan trọng sau đây nhé. Vâng, kính thưa tất cả mọi người, hôm nay rất là vui khi mà Quốc Võ ngồi đây để chia sẻ một số những sản phẩm tuyệt vời đến từ Nhật Bản mà chúng ta có cơ hội để làm quen với nhau. Thì trước hết Quốc Võ nói về trà Acetaba, thì đấy là một loại trà rất là đặc biệt mà Quốc Võ đã bày bán rất nhiều tháng năm vừa qua. Trà Acetaba này đến từ một cái hòn đảo mà được dùng mà biển đen của nước Nhật, quý vị. Thì đây là một loại lá cây Acetaba rất là tốt luôn, và những nhà khoa học gia đó họ nghiên cứu và họ chế ra thành trà. Thì bây giờ mỗi hộp trà như vậy nó chỉ có giá là 45 đô la thôi, quý vị. Mỗi hộp như vậy đó là có 40 gói, mình uống buổi sáng một gói, buổi chiều một gói, mình pha vào nước nóng đó. Mình hoặc là mình làm lấy một cái bình thủy nước sôi 2 lít đó. Buổi sáng mình làm đun sôi 2 lít nước bỏ vô bình thủy, sau đó mình xé hai gói trà mình bỏ vào và mình uống từ sáng tới chiều tối luôn, quý vị. Và giúp cho ngủ ngon, tăng cường sức đề kháng, giảm mỡ trong máu, giảm cholesterol, tránh đột quỵ, tránh đau khớp, giúp cho tăng cường trí nhớ, vân vân. Tức là những cái tác dụng của trà Acetaba rất là tuyệt vời luôn. Hàng đến từ Nhật Bổn, coi như là gốc luôn quý vị. Thì trong cái bộ tri ân này đó, Quốc Võ sẽ khuyến mãi với một cái giá bán đặc biệt là quý vị mua 5 hộp trà này thì quý vị sẽ được tặng free một hộp lựu collagen này, quý vị. Đây là sản phẩm tuyệt vời của Hàn Quốc mà Quốc Võ cũng đã bán thường xuyên rồi, quý vị chắc cũng là quen quen thuộc với lại sản phẩm này. Cái hộp này Quốc Võ bán là 60 đô la ha. Nhưng mà nếu quý vị mua 5 hộp trà này thì Quốc Võ sẽ tặng free cho quý vị một cái hộp nước lựu này, collagen này. Đó, tuyệt vời chưa? Thì trong hộp nước lựu này nó có 30 gói, là chúng ta uống là mỗi ngày một gói, là uống một tháng là hết, quý vị. Rất tuyệt vời ha. Rồi, bây giờ Quốc Võ nói về một cái sản phẩm thứ hai, quý vị.
Nó quá tuyệt vời luôn sản phẩm này. Collagen của Nhật Bản, Sugoi Collagen của Nhật Bản quý vị. Một hộp như vậy nè quý vị, có 10 cái chai nhỏ như thế này, 10 chai một hộp này. Quý vị uống vào ban đêm trước khi đi ngủ nửa tiếng đồng hồ thôi ha, là nó giúp chúng ta ngủ ngon cực kỳ luôn. Giúp cho chúng ta tất cả những cái mà về giải độc tố là quá tuyệt vời luôn quý vị. Nó làm cho da mặt chúng ta láng, nó làm cho chúng ta cơ thể chúng ta khỏe mạnh, tẩy đi tất cả những tế bào chết ha. Nhất là những cái phụ nữ hoặc là những người mà đàn ông mà tuổi bắt đầu từ 40, 50 trở lên thì giải độc tố tuyệt vời luôn, giúp cho chúng ta rất là nhiều thứ và tuyệt vời quý vị. Cho nên là collagen này phải nói rằng là đây là một trong những cái sản phẩm Nhật Bản mà làm cho chúng ta, mọi người mà quan tâm tới collagen á thì mọi người rất là thích luôn. Và Quốc Võ cũng may mắn khi mà được làm đại lý của một công ty lớn chuyên bán những sản phẩm Nhật Bản. Cho nên trong cái mùa mà tri ân này đó, Quốc Võ có một cái đợt khuyến mãi đặc biệt. Nếu quý vị nào mà mua 6 hộp collagen này thì quý vị được tặng thêm 4 hộp miễn phí, tức là quý vị mua 6 hộp thì sẽ được 10 hộp. Mà còn có một cái đặc biệt nữa là cái gì biết không quý vị, là được tặng thêm một cái chai dầu shampoo này như thế này nữa, dầu gội đầu. Mà cái dầu gội đầu này đó là dầu gội đầu đặc biệt, nó không giống như những loại dầu gội đầu khác quý vị. Dầu gội đầu này nó làm cái chất cho ta bược, nó làm bằng cái natural. Bán mỗi chai như vậy $25 quý vị nha. Mà Quốc Võ sẽ tặng cho quý vị là free luôn quý vị. Mua 6 hộp collagen này được tặng thêm 4 hộp collagen và được tặng thêm cái dầu collagen, một cái chai dầu gội đầu này chứ thế này nè. Nhưng mà với một điều kiện nhỏ nhỏ thôi, quý vị subscribe dùm cho kênh Quốc Võ nha. Nhấn vào nút đăng ký kênh, đó, tuyệt vời không? Sau chụp cái tấm hình, gửi qua email, đó. Hoặc là gửi qua điện thoại cũng được, gửi qua điện thoại là số điện thoại là 714-247-9474. Nếu quý vị nào ở Việt Nam đó, thì quý vị phải add Zalo nha, add Zalo. Xong rồi là có cái số là cộng 1 là cái số mã dùng của nước Mỹ đó. Xong rồi số điện thoại phía sau là 714-247-9474 nha. Cộng 1 714-247-9474. Còn nếu quý vị nào ở Mỹ đó thì quý vị được điện trực tiếp cho Quốc Võ luôn, là số điện thoại là 714-247-9474. Thì Quốc Võ sẽ tư vấn thêm cho quý vị và quý vị đặt hàng để mua những sản phẩm như thế này. Mỗi hộp 10 chai thôi quý vị, 10 chai thôi nha. Mình uống mỗi ngày một chai thôi và uống trước khi đi ngủ nửa tiếng đồng hồ, là quý vị chỉ còn trong vòng khoảng chừng nửa tháng thôi quý vị thấy nó khác, khác hẳn liền quý vị. Cơ thể mình nó khác hẳn liền. Nó tươi trẻ, nó thoải mái, nó an lạc, nó không có bụng phiền, nó ngủ ngon, rồi nó làm cho chúng ta khỏe mạnh lên, chúng ta làm nhiều việc hơn và chúng ta có thể là thức khuya nhiều hơn cũng được luôn quý vị. Tại vì một ngày có phải ngủ khoảng chừng đâu rồi 5-6 tiếng đồng hồ thôi và ngủ cũng khá là ngon. Sau khi mình thức dậy rồi mình cảm thấy tâm hồn mình thoải mái đó, mình pha trà mình uống nè quý vị nè, pha trà uống rồi mình coi YouTube, mình sẽ làm việc trong ngày. Rồi buổi tối trước khi đi ngủ đó mình uống một chai collagen như thế này quý vị nè, nửa tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ đó, là cảm thấy thoải mái luôn đó. Cho nên là đây là một điều tuyệt vời, Quốc Võ muốn chia sẻ với mọi người. Và nếu như quý vị nào mà muốn sở hữu những sản phẩm này đó thì quý vị hãy điện thoại cho Quốc Võ, số điện thoại là 714-247-9474. Và cái collagen này là bán, nếu bán lẻ ra một hộp như vậy đó là giá là $90 nha quý vị nha, $90 một hộp. Mà nếu quý vị mua 6 hộp, quý vị sẽ được tặng thêm 4 hộp luôn miễn phí và còn được tặng thêm một cái chai dầu gội đầu này nữa. Với điều kiện là quý vị nhấn vào nút subscribe kênh của Quốc Võ, sau đó chụp cái hình cái gửi qua điện thoại cho Quốc Võ biết là mình đã subscribe rồi ha, đăng ký kênh á, rồi. Đó, rồi, quá tuyệt vời. Vui lòng gọi cho Quốc Võ 714-247-9474 nha. Ok, I love you cả nhà mình.